Nam năm 2022 tại khu huấn luyện đua thuyền quốc gia Minh Đức, Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng nắng gay gắt, nhưng trên khán đài vẫn chật kín chỗ ngồi theo dõi phần thi của rowing Việt Nam. Từ người già đến trẻ em đều mang đến một tinh thần vô cùng hào hứng, thậm chí có những khán giả còn không có chỗ ngồi phải đứng để được chứng kiến các vận động viên thi đấu. Phan Thị Huệ đã không phụ sự kỳ vọng của các cổ động viên nhiệt thành để về nhất với nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng. Như vậy, Phạm Thị Huệ đã giành chiếc huy chương vàng thứ 3 tại kỳ đại hội này. Trước đó là 2 huy chương vàng ở các nội dung thuyền 4 nữ và thuyền đôi nữ.